Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, Bộ đã phối hợp với Bộ Nội vụ ra soát báo cáo để chính phủ đề xuất Bộ Chính trị ban hành quyết định bổ sung gần 66.000 biên chế giáo viên giai đoạn 2022-2025. Trong đó, năm học 2022-2023 tạm giao gần 28.000 biên chế giáo viên cho các địa phương. Đồng thời bộ cũng đã tham mưu Chính phủ ban hành nghị định số 116 của Chính phủ hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt, tạo ra sự thu hút đối với thí sinh vào học các ngành đào tạo giáo viên và để các địa phương đặt hàng đào tạo, bảo đảm đủ nguồn tuyển dụng theo nhu cầu thực tế của từng địa phương. Trong năm học này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tổ chức tuyển dụng hết số biên chế giáo viên đã được giao tiếp tục triển khai thực hiện nghị định số 116 ra soát tính toán nhu cầu giáo viên các cấp học, nhất là các môn học mới để có phương án bố trí nguồn lực và đặt hàng đào tạo với các cơ sở đào tạo giáo viên làm cơ sở để bộ giao chỉ tiêu đào tạo, bảo đảm nguồn tuyển dụng giáo viên hàng năm của địa phương.